Khổ tận cam lai, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, được trời thương Phật độ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình là tử vi hoan hỷ chào đón quý thính chủ tuổi Ất Mão đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý thính chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tề tựu giúp cho quý thính chủ ăn nên làm ra, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, tiền tỷ cầm tay. Vậy vận trình của quý thính chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để đoán khắc, xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Quý cô tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là tuổi con mèo, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước dưới khe lớn. Quý cô tuổi Ất Mão được hư không tạng Bồ Tát ban phúc, đại thế chí Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật dược sư Như Lai hộ mệnh, Phật đại trí văn thủ sư Lợi Bồ Tát bảo hộ. Quý cô tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, là người tài trí, học hành giỏi giang, ham mê tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ. Quý cô có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Quý cô tuổi Ất Mão có suy nghĩ cao xa, lòng tự tôn rất lớn, luôn tự mình hành động, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, quý cô lại hiếm khi rơi vào cảnh này, nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Trong sự nghiệp, quý cô tuổi Ất Mão luôn phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang. Quý cô làm việc khá chăm chỉ và khoa học, luôn biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, quý cô tuổi Ất Mão sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, là 50 tuổi âm lịch và 49 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, xem tử vi tuổi 1975 nam mạng cho thấy, trong năm 2024 thiên can Ất gặp năm có thiên can giáp là bình hòa. Trong năm 2024, người tuổi này công việc chủ về bình thường và không có sự chuyển biến lớn. Tài chính có thể kiếm ra được tiền bạc, nhưng đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều. Về ngũ hành thiên can năm là mộc dương, ngũ hành thiên can của tuổi là mộc, nên mang ý nghĩa về tính toán và nhận được trợ giúp của những người xung quanh. Việc xuất hành trong năm cũng thuận lợi. Xét về địa chi, người tuổi này có chi mão thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc hành thổ, là quan hệ lục phá. Trong năm công việc của người tuổi Ất Mão có nhiều biến động đưa đến, khó được như kỳ vọng ban đầu đặt ra. Xem tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2024 nam mạng cho thấy ngũ hành của chi năm xung khắc với ngũ hành của chi tuổi. Bởi vậy, người tuổi này nên chú ý sức khỏe, trong năm dễ hao tổn nhiều, bên cạnh ấy gia đạo cũng dễ nảy sinh chuyện buồn phiền. Xét về ngũ hành, người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm 2024 là ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện mối quan hệ khắc xuất, xấu. Bởi vậy trong năm Giáp Thìn mệnh chủ có thể phải đối diện với nhiều hao tổn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm mệnh chủ tuổi này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Xét về cung phi, cung phi của người tuổi này là đoài thuộc ngũ hành kim, gặp cung chấn thuộc ngũ hành mộc của năm 2024 Giáp Thìn, là khí tuyệt mệnh. Khí này là khí xấu, sức khỏe của chủ mệnh theo đó bị ảnh hưởng, làm ăn kinh doanh dây dưa và khó có được thành công, tình cảm của gia đạo dễ chuyển biến không tốt.
Tử vi 5 năm 2024 thấy tuổi Ất Mão nữ mạng có ngũ hành cung phi khác với ngũ hành của cung phi năm Giáp Thìn, vì thế bản thân công việc trong năm phải suy nghĩ nhiều, tiền bạc cũng không được thuận. Xét về tứ trụ Thiên Hỏa, Địa Hợp, chủ thấy rằng năm 2024, nữ mệnh Ất Mão gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng đều nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, năm nay là một năm đầy biến động đối với quý cô tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tuy nhiên, trong cuộc sống, cũng có nhiều cơ hội và may mắn đến với bản mệnh, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Trong khi đó, gia đình và sức khỏe có thể gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên giữ tinh thần lạc quan, đón nhận những thử thách và cơ hội trong cuộc sống để phát triển bản thân và đạt được những thành công mới. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Quý cô tuổi Ất Mão cần đề phòng bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Mão có con đường sự nghiệp tương đối vững vàng. Quý cô có được các tinh mạch Việt trợ mệnh, vận trình công việc sẽ lên như diều gặp gió, khó có thể ngăn cản. Quý cô tuổi Ất Mão bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Quý cô có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú, cộng thêm trong năm có được sức mạnh của các tinh trợ mệnh, nên về con đường công danh, sự nghiệp như được chắp thêm đôi cánh, vận trình rất tốt. Trong năm gặp sao thổ tú ám toán, thử lòng kiên trì, bản lĩnh, quyết tâm. Quý cô vượt qua được thì vận trình công danh sự nghiệp càng thêm hanh thông, con đường thăng quan tiến chức trong tầm với. Người làm ăn, kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn. Có thể nói, trong năm Giáp Thìn là năm rất thuận lợi để quý cô tuổi Ất Mão phát triển sự nghiệp. Quý cô phải biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu thì mới có thể thăng tiến nhanh chóng, đạt được mục đích theo kỳ vọng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Mão 1975 có đường tài lộc cực kỳ lý tưởng. Năm này đối với quý cô tuổi Ất Mão có được các sao Thanh Long, Lưu Hà là tượng rồng vẫy vùng trên mây. Trong năm nhiều việc thuận lợi, công danh thăng tiến, buôn bán gặp nhiều may mắn, trôi chảy, tài khí vượng, của cải dồi dào. Một điều đáng lưu tâm ở đây là Thanh Long vốn là một sao về tín ngưỡng, tâm linh lại hội hợp với nhiều sao phúc tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Thiên Quan, nên quý cô cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, quý cô cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật, thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc dồi dào hơn nữa. Trong năm này, quý cô có được nhiều các tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển. Nhiều người trong năm này có thu nhập rất khả quan, thậm chí còn có khả năng được tăng lương, nhận thưởng. Năm này, công việc được thuận lợi, tài lộc, của cải không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những người làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, nên không cần phải lo lắng nhiều. Quý cô tuổi Ất Mão là người có khả năng quản lý tài chính tốt, bạn thường thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính, vì vậy tổng thể tài sản của quý cô cũng khá ấn tượng. Đặc biệt, trong năm này quý cô tuổi Ất Mão không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống gia đình. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Về vận trình tình cảm của quý cô tuổi Ất Mão, trong năm Giáp Thìn 2024, rất tốt, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng sẽ gặp nhiều may mắn về đường tình cảm.
người độc thân và đã kết hôn đều có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới sự phù hộ của các tinh Hồng Loan, Thiên Phúc, Chiếu Mệnh. Đặc biệt đối với một số quý cô tuổi này còn độc thân hay những người lỡ bước, nếu muốn kết hôn trong năm nay cũng có cơ hội rất cao, bạn có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp với mình. Vì vậy, quý cô tuổi Ất Mão nên mở rộng mối quan hệ xã giao thường xuyên hơn và tin rằng sẽ tìm được một nửa của đời mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 lại không được mấy lạc quan cho lắm. Quý cô bị ảnh hưởng bởi hung tinh bệnh phù, làm cho thể chất của quý cô suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Đặc biệt, quý cô trong năm này bận rộn với sự nghiệp và nội trợ có khả năng phát sinh bệnh tật do làm việc quá sức, khiến bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Lại thêm sự ràng buộc của hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô dễ mắc các chứng bệnh như đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, quý cô tuổi Ất Mão trong năm này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp để tránh ảnh hưởng đến vận trình tổng thể cả năm. Thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xông Đất tốt cho tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Ất Mão, nữ mạng, xuất hành vào giờ Chẵn, ngày Chẵn và tháng Chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Mão gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Mão. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Ất Mão. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 2019, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, vận niên tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp,
cung mệnh sinh khí, vận niên bình hòa, rất tốt. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, vận niên tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, vận niên tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 2018, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh sinh khí, vận niên bình hòa, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng có thể chọn tuổi như Canh Thân 1980, Kỷ Tỵ 1989, Tân Hợi 1971, Mậu Tuất 2018, để xông đất. Tử vi tuổi Ất Mão, nữ mạng năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi, gặp hạn Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, không Phạm Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, không Phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Ất Mão 1975 là 50 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, ngũ thọ tử. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Thái Tuế năm 2024, gia chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào, hại Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp gặp trở ngại. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động trên sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch khốc. Trạch khốc là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, gia chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, gặp trạch khốc, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Huỳnh Tuyền và sao Thổ Tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Huỳnh Tuyền đối với quý cô tuổi Ất Mão. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn Huỳnh Tuyền đối với quý cô tuổi Ất Mão. Vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn Huỳnh Tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn Huỳnh Tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý cô tuổi Ất Mão,
sinh năm 1975, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao Thổ Tú chiếu mạng. Sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, chủ về điểm xấu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa. Sao Thổ Tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất, nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Tuy nhiên, sao này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm 2024. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Bước sang tháng riêng của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Ất Mão, dưới sự tác động của nhiều cát tinh và không khí Tết Nguyên Đán, không khí lễ hội mùa xuân. Phần lớn quý cô tuổi này có vận trình tài lộc tương đối lạc quan, mọi mặt đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Khó khăn vẫn có thể xuất hiện, nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Bước vào tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Ất Mão có mối quan hệ gia đình khá lý tưởng. Do bị ảnh hưởng của không khí lễ hội mùa xuân, quý cô tranh thủ thời gian nhàn rỗi dành cho những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường tiếp xúc, giao lưu với người thân và kéo gần mối quan hệ thân thiết lên rất nhiều, gia vận vì thế cũng được an yên. Tháng này là tháng tuổi của quý cô, vì vậy, quý cô cũng nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý cô tuổi Ất Mão nhờ sự trợ giúp của các tinh mạch Việt, Thiên Phúc cho nên có vận trình sự nghiệp được hanh thông. Đặc biệt, quý cô trong tháng này sẽ được cơ quan cử đi công tác. Có thể đây là cơ hội tốt để cho quý cô phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của quý cô có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Tử vi dự báo, bước sang tháng 4 âm lịch, về tình hình sức khỏe của quý cô tuổi Ất Mão, không tốt cho lắm. Bạn bị ảnh hưởng của các hung tinh bệnh phù và sự thay đổi của thời tiết, làm cho quý cô cảm nhận rõ rệt về sự suy giảm của sức khỏe ở độ tuổi 50, nóng trong người và hay cáu gắt. Mối quan hệ xã giao của quý cô trong tháng này cũng không tốt, dễ làm mất lòng người khác vì tính khí không ổn định, điều này gây bất lợi cho bạn. Tử vi khuyên quý cô nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Quý cô tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch đang có điểm báo gặp nhiều bất trắc. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài, làm cho quý cô có tình hình thu nhập không như ý, thu nhập chính có thể vẫn ổn định, nhưng thu nhập phụ giảm xuống trông thấy. Cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý ngọ Mão Dậu gây trở ngại, làm cho tình hình chi tiêu của quý cô trong tháng này mất kiểm soát, tiếp tục tăng cao. Nếu không có kế hoạch quản lý được cán cân thanh toán của mình thì rất có thể sẽ khiến tài chính gặp nhiều khó khăn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Quý cô tuổi Ất Mão bước sang tháng 6 âm lịch có vận trình tổng thể tương đối khả quan. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, mạch Việt giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông. Được tam hợp trợ mệnh, trong tháng này quý cô tuổi Ất Mão sẽ có nhiều mối làm ăn mới, việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, giúp cho quý cô thu về không ít tài lộc cho mình. Về mối quan hệ tình cảm của quý cô với người bạn đời của mình được cải thiện đáng kể,
đôi bên dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây và cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Được các tinh trợ mệnh, đối với những quý cô đang còn độc thân cũng có thể làm quen với một số người khác phái, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nên duyên đôi lứa trong tháng này. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, mối quan hệ xã giao của quý cô tuổi Ất Mão đã được cải thiện đáng kể. Quý cô có thể thường xuyên gặp được người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho quý cô, góp phần tạo ra sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của mình. Trong tháng này có rất nhiều cơ hội để cho quý cô gặp gỡ, giao lưu, quý cô cần biết và phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Khi bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Ất Mão lại đang có điềm báo chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dưới tác động của hung tinh bệnh phù, địa phá, làm cho quý cô có thể gặp phải một số bệnh lý khác nhau như ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, được dự báo, quý cô tuổi Ất Mão có vận trình tài lộc khởi sắc. Sự thúc đẩy bởi các tinh giúp cho những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các nguồn thu nhập phụ của quý cô tuổi này cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa gặp nhiều may mắn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Ất Mão về mọi mặt, tài lộc, tình cảm, sức khỏe đều khá tốt, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn nhiều, bản thân bạn vốn đã thông minh. Do đó, việc kiếm tiền càng không bao giờ là quá khó khăn đối với bạn. Tuy tài lộc ổn định, nhưng có phần phát triển hơi chậm, nếu quý cô muốn tiến bộ thì cần làm việc chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Tử vi dự báo, bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Ất Mão không mấy lý tưởng, nhất là về tài lộc. Bản mệnh không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Vận khí suy giảm ngay từ đầu tháng, nên quý cô cần có kế hoạch trong việc đầu tư, kinh doanh không ngoan, tránh đầu tư ảo ạt hoặc là đặt cục số tiền lớn vào một dự án nào đó mà không thu được vốn về. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bạn không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi có cặp, cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng. Bước sang tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Ất Mão có khối lượng công việc tăng lên đáng kể, mặc dù gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng về tổng thể công việc vẫn diễn ra suôn sẻ nhờ ảnh hưởng của các tinh giúp cho quý cô hoàn thành tốt công việc của mình. Tháng này, đối với quý cô làm công việc kinh doanh, buôn bán, sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, quý cô tuổi Ất Mão có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.